Vâng, rất hay, khán giả cho chàng trai này gần đây. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai trai làng Nguyễn Thành Công thắt tay đỏ gặp Đinh Quang Tuấn thắt tay xanh dưới sự điều khiển của trọng tài Trần Duy Hợi. Trọng tài chuẩn bị, hai bên chuẩn bị lên xe đài bắt đầu. Trọng tài chuẩn bị, hai bên chuẩn bị hiệp thứ nhất bắt đầu. Chàng trai xuất sắc nhất của làng Văn Kỳ, Nguyễn Thành Công. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin mời ông Trần Văn Trọng, trưởng làng Văn Hóa Văn Kỳ và ông Vũ Văn Choàng, bí thư của làng Văn Kỳ sẽ lên trao giải cho các vận động viên. Xin mời bốn vận động viên Nguyễn Thành Công, Đinh Quang Tuấn, Phạm Văn Tiến và Mai Văn Quyết, chúng ta sẽ lên nhận giải. Vâng, và đây cũng là trận thi đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin mời hai bên nhận giải ba. Vâng, đề nghị khán giả chúng ta cho cháu này chúc mừng cho các trai làng của làng Văn Hóa Vĩnh Khê. Vâng, xin cảm ơn các ông trong ban di tích cũng như các ông trưởng làng.